Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy đo lực kéo nén điện tử của hãng Palantech ha. Model nó là FM-257 Digital 4K. Thì nó có cái ba bên ngoài ha. Đây, bên trong nó cái hộp đây ha. Cái hộp nó cũng khá là đẹp ha. Model này thì được sản xuất tại nhà máy Palantech bên Trung Quốc nha. Đây ha. Mở hộp ra thì chúng ta thấy ha, có đây, đây là cái hướng dẫn sử dụng ha, bằng tiếng Anh, model catalog luôn ha, đó. Đây, làm test. Cái model này đây, còn đây là máy chính ha, đây chúng ta thấy máy chính và những cái phụ kiện kèm theo gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái phụ kiện kèm theo ha, bộ phụ kiện kèm theo để chúng ta đo lực kéo và lực nén. Đó, còn đây là máy chính, nó có hai cái màn hình luôn ha. Đây đó, cái màn hình hiển thị điện tử nó có hai đầu ha. Khi chúng ta quay như thế này thì nó cũng hiển thị luôn ha. Dưới sau này nắp pin rồi. Rồi sau này mình sẽ tháo pin ra ha, gắn pin vào demo cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ tháo cái nắp pin ra thôi đây. Đây ha, kéo vô đó. Rồi, gắn pin vô ha. Đây này, hai cục pin đồng hồ thôi, xài pin rất là tiện dụng ha, khi chúng ta hết thì chúng ta có thể mua bên ngoài giá rất là rẻ ha. Đó. Đây, chúng ta gắn pin rồi ha. Rồi chúng ta sẽ mở nút nguồn đây ha. Đây power à. Cái này nó đo được ba đơn vị luôn nha, kg lực, newton và pound luôn ha, rất là tiện dụng nó. Như chúng ta thấy nó có hai cái màn hình hiển thị luôn, màn hình này khi chúng ta quay lên đây thì chúng ta cũng xem được, và khi chúng ta quay về chúng ta xem được đó. Đó, thí dụ mà khi chúng ta cần đo lực kéo đây nè, chúng ta đây ha, thí dụ đây chúng ta kéo lên ha, đó chúng ta thấy không, cái số nó nhảy nè ha, đó kéo lên. Còn khi chúng ta cần đo lực nén á, thì đây ha, chúng ta đây đó, lực nén nó đây ha, đây nó hiển thị hai cái đồng hồ luôn đó, chúng ta có thể coi nó, quan sát nó rất là dễ đó. Đây, đây là những phụ kiện chúng ta có thể gắn đó, đây là những cái móc ha, đây những cái móc kèm theo đó, những cái phụ kiện đo ha, chúng ta gắn vô cái đầu này, chúng ta gắn vô ha, con ren đây, hai đầu đều có ren hết ha, đó, rất là tiện dụng. Đây model đây FM-257-20 kg ha, Walkmeter. À, đây là cái nút pick, rồi chúng ta đo, chúng ta coi cái nút pick đây, ta bấm vô đó, thì cái nó hiển thị cái độ lớn nhất của nó thôi đó. Đây đó, cái nút pick ha đó. Còn cái nút zero đây, khi chúng ta đo xong đó, ví dụ nè, đây chúng ta đo xong ha, khi chúng ta đo xong thì chúng ta coi cái nút pick đây ha, mát của nó có hiển thị đó, một ha, đó 1 kg đó. Còn cái nút lúc này là nút thì chúng ta khi đo xong chúng ta cho nó về zero, bấm vô đó, nó về zero thôi, rất là tiện dụng, dễ sử dụng. Còn nút tunic này chúng ta đổi chuyển đổi đơn vị, ví dụ đơn vị chúng ta đang sử dụng đây là kg lực, chúng ta bấm cái ai đó, nó qua newton nè ha, nó chữ n là newton ha, ta bấm cái nữa đó, nó ra pào ha. Đây đó, rất là dễ sử dụng ha, đơn giản dễ sử dụng, tiện lợi mà giá rất là tốt nha, giá rất là rẻ. Toàn cầu là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính các cái dòng máy đo lực của hãng Plantech ha, giá rất là tốt, nên các bạn có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên báo giá và tư vấn kỹ thuật ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.